50k có cá nào không anh? Ok, 50k thì có cá gì nè? Chuẩn bị cho anh một cái hồ. Tiếp theo anh sẽ lót nền bằng sỏi và đá nham thạch. Bật mí cho anh em biết, đây là một loài cá săn mồi hoang dã được tìm thấy nhiều nhất ở lưu vực sông Amazon. Lót nền xong thì nước sẽ đục, cho nên mình sẽ sử dụng men vi sinh tổng hợp OPO, giúp nước trong cá khỏe, cả nhà vui vẻ. Này, hôm sau nước siêu trống luôn. Lưu ý là loài cá này cần cung cấp oxy. Xin giới thiệu với anh em, đó là tai tượng châu Phi Albino. Nếu anh em đang tìm một loài cá mà vừa trâu mà vừa khỏe lại dễ nuôi thì đây chính là cái con cá mà đáp ứng được cái điều này. Size cá hiện tại là cỡ ngón cái của mình nha. Một lưu ý là bọn này không thích ánh sáng và chúng thích hoạt động về đêm, cho nên lúc mà mình tắt đèn á thì mình mới thấy tụi nó bơi lội tung tăng nè, anh em thấy không? Thức ăn chủ yếu của bọn này anh em có thể cho nó ăn cám nè, ăn trùng chỉ, ăn sâu gạo hoặc là những loại cá nhỏ. Bọn này đặc biệt á là không có thích thay nước nhiều, cho nên một tuần anh em chỉ cần thay nước một lần thay khoảng 30-50% là ok. Vào ban đêm á, mắt của bọn này sẽ phát sáng nha anh em. Nó có một đôi mắt đỏ rất là đẹp luôn, anh em thấy không? Đây là hình ảnh của một số con tai tượng châu Phi ở size kích thước trưởng thành. Mỗi con sẽ có một cái hoa văn đỏ khác nhau trên người. Càng nuôi lớn chúng sẽ càng bộc lộ ra vẻ đẹp. Anh em nào yêu thích dòng cá này thì liên hệ mình nhé.